Tại công ty Coffin, tuy đã khuya, Lee Soo-yoon vẫn miệt mài soạn thảo một hiệp ước giữa cục quản lý với các công ty Task Force theo sự chỉ đạo của quản trị viên. Sau khi chào tạm biệt Kim Hana, Lee Soo-yoon biết rằng có lẽ cô lại phải dành cả đêm ở lại công ty này. Nhưng một cuộc điện thoại đã làm thay đổi kế hoạch của cô. Đầu dây bên kia, một người tự xưng là Ludmilla, bạn cũ của cô, gọi nhờ cô một việc. Lee Soo-yoon rất bất ngờ vì cô nghĩ rằng người bạn này đã chết. Cô gặp lại Ludmilla và được cô ấy kể rằng hai mươi năm trước, cái ngày định mệnh mà cục quản lý sụp đổ, sư đoàn mê cung của cô đã bị bao vây và cô lập. Phó tư lệnh Alex đang cùng các đồng đội bảo vệ sư đoàn. Ludmilla thì đang dùng khả năng ngoại cảm của mình nâng đỡ chiến hạm sau khi động cơ của nó đã bị phá hủy. Ludmilla đã cố liên lạc xin viện trợ, nhưng sư đoàn duy nhất trả lời cô cũng đang trong tình cảnh diệt vong. Ludmilla quyết định sư đoàn sẽ mở đường máu để gia nhập với sư đoàn Fenrir để tăng khả năng sống sót. Khi khẩu pháo Taras cuối cùng của họ không còn có thể bắn được nữa, thì may mắn một người đã xuất hiện và dễ dàng tiêu diệt những CEO cấp 4 trước sự ngỡ ngàng của họ. Đó chính là Nayubin của sư đoàn Fenrir. Sau khi giải cứu mê cung, Nayubin đưa Lee Soo-yoon, hiện cũng bị thương, lên tàu để nghỉ ngơi, đồng thời báo cho Ludmilla về kế hoạch chạy trốn khỏi thế giới này bằng cách vận hành tổ ong. Ludmilla bất ngờ vì bản thân cô là một tổng tư lệnh mà chưa bao giờ được nghe về chuyện này. Nhưng Nayubin lại tường tận điều đó. Tuy có chút nghi vấn, nhưng Ludmilla vẫn nghe theo Nayubin. Bọn họ sẽ nhanh chóng di chuyển đến Ark, con tàu mà Nayubin nói rằng nó sẽ đưa mọi người đến thế giới mới. Trên đường đi, Nayubin và Alex đối mặt với những VTM cấp 6. Nhưng may mắn là nó đang bị thương nặng, nên bọn họ đã có thể thành công triệt hạ con quái vật. Họ cuối cùng đã tìm thấy Ark. Nó rất cũ kỹ. Ludmilla lo lắng về khả năng của nó, nhưng Nayubin trấn an rằng nó vốn là tàu Coffin 6, nên nó chính là cứu tinh của họ trong lúc này. Bọn họ đang cực lực để đưa mọi người lên tàu thì một kẻ thù cực mạnh đã xuất hiện. Đó chính là Asmodeus, một chú quỷ. Kẻ đã đánh trọng thương con VTM cấp 6 kia chỉ để giải trí, và nhờ vậy Nayubin mới có thể hạ được nó. Nayubin và Ludmilla sẽ câu giờ cho Alex khởi động con tàu. Asmodeus cũng không hứng thú gì với bọn họ vì cô đến đây để tìm Hilda, đối thủ có thể ngang tài ngang sức với ả. Asmodeus lệnh cho hai tông đồ của mình là Yuma và Duma tiếp chiêu họ. Nayubin vốn là người được chọn trong thế giới này, nên anh dĩ nhiên không ngán đứa nào cả. Ludmilla thì trong lúc bất cẩn đã bị Duma bắn trúng. Cô rơi xuống và bất tỉnh. Ngay lúc đó, giao thức đã bị thay đổi. Ạc thay vì nhảy đi thì bị giữ lại. Sư đoàn mới cùng bị đóng băng theo nó, và sự kiện sai sót quản trị đã xảy ra, khiến cho các chú quỷ suy yếu và trốn đi. Ludmilla kể lại, cô đã tỉnh dậy trong Counter Side trong một thời gian dài. Cô tìm được Alex, nhưng Alex lại tấn công cô. Ả lộ nguyên hình là một cái bóng song trùng được hình thành do ảnh hưởng của sự kiện. Nó giống hệt như bản thể mà nó sao chép, và những cái bóng này mong muốn hấp thụ bản thể gốc để trở thành những cái bóng hoàn chỉnh. Ludmilla với quyền truy cập của tổng tư lệnh, cô vẫn không thể mở khóa được quy trình rã đông, nên cô trốn đi để tìm sự trợ giúp. Cô đã gặp được một nhóm khai thác vàng vĩnh cửu, và nhờ vậy cô đã đến được đây. Ludmilla nhờ Lee phó chột hãy giúp cô giải cứu những đồng đội của mình còn mắc kẹt dưới Counter Side. Lee Soo-yoon đồng ý, và cô hứa sẽ tìm được người có thể mở khóa được phong ấn đó. Lee Soo-yoon về lại công ty và tìm bộ đội chiến đấu của mình. Cô cũng gọi quản trị viên để nhờ ông đi cùng, vì chỉ có ông mới có thể mở được phong ấn của ạc mà thôi. Quản trị viên đồng ý, và ông nói sẽ tặng cho Lee Soo-yoon một bộ đồ chiến đấu mới, chắc hẳn cô sẽ rất thích nó. Quản trị viên đi theo với thân phận là một kỹ sư chuyên mở khóa bảo mật. Lee Soo-yoon kể cho quản trị viên sở dĩ cô muốn giúp Ludmilla
vì cô ấy là một tổng tư lệnh tận và luôn ra sức bảo vệ những thành viên trong sư đoàn của mình. Bọn họ đến được tọa độ gần điểm rơi của Ad, nơi này giống như nghĩa địa của những con tàu. Ludmilla nói rằng có lẽ cái hay của Ad đó là nó có thể mang đi cả một hạm đội, chứ không chỉ riêng gì mình nó. Bọn họ bị một chiến xa Estat, không biết ai đó đã gài chế độ phòng thủ, tấn công họ. Ludmilla vô hiệu hóa nó, nhưng quản trị viên đã tiếc rẻ nên đã sửa nó lại. Bọn họ đã đến được con tàu, thì gặp Alex Fake đang ở gần đó. Ludmilla xung phong ở lại để cản chân Alex, cho bọn quản trị viên vào tàu mở khóa. Nhưng sau khi mở khóa được phong ấn thành công, những tiếng động giao tranh bên ngoài bỗng dưng dừng hẳn. Ludmilla đi vào và bảo rằng Alex đã rút lui. Quản trị viên nói rằng nếu tiến hành rã đông thì toàn bộ thành viên của mê cung có thể sẽ bị ăn mòn, vì họ ở đây đã 20 năm rồi. Nhưng Ludmilla bảo cứ làm đi, cô sẽ chịu trách nhiệm nếu họ bị biến thành cái bóng. Đến đây thì Lee Suzun đã vạch được mặt của Ludmilla, làm lộ ra cô cũng là một cái bóng song trùng. Bọn chúng đã lên kế hoạch nhằm lừa Lee Suzun đến đây để mở khóa con tàu. Lee Suzun nói rằng cô đã nhận ra Ludmilla là giả mạo ngay từ đầu, vì 20 năm ở cao tờ sai thì cho dù là một cao tờ có mạnh đến mức nào đi nữa cũng sẽ bị ăn mòn mà thôi. Cô đã tìm hiểu những người công nhân mà Ludmilla đã nhắc đến và họ đã đều bị chết hết cả. Chưa nói đến nếu là Ludmilla thật, cô ấy đã không mạo hiểm tính mạng của những thuyền viên như vậy. Biết đã bị lộ, Ludmilla và Alex Fake kéo đám lính song trùng đồng loạt tấn công Lee Soo-jun. Nhưng quản trị viên đã kích hoạt quyền quản trị, khởi động tất cả những khí tài trong khu vực để tấn công bọn chúng. Lúc này, Alex Fake đã thấy lo ngại và đề nghị rút lui. Nhưng Ludmilla song trùng vẫn nhẫn tâm đẩy lực lượng tiếp tục tấn công. Những cái bóng bị bắn hạ trở thành thức ăn cho những cái bóng còn lại lao lên sâu xé. Cho đến khi một nhân tố mới xuất hiện, một người đã ném cả một tòa nhà vào đám lính song trùng khiến chúng bị đẩy lùi. Lại một Ludmilla nữa xuất hiện. Sau khi đám lính song trùng rút đi, Ludmilla quay lại với Lee Suzun. Cô nói rằng từ khi bọn song trùng xuất hiện, cô đã ở đây chiến đấu để bảo vệ sư đoàn của mình. Do vậy cô không thể liên lạc được với thế giới bên trên. Quản trị viên lại nhắc cho Ludmilla về việc rã đông sẽ khiến cho đồng đội của cô bị ăn mòn. Nghe vậy, Ludmilla cầu xin quản trị viên hãy tìm cách giúp bọn họ. Bọn quản trị viên lại bị tấn công. Đợt tấn công này quy mô với sức mạnh bỗng dưng tăng lên rõ rệt so với những đợt tấn công trước rất nhiều. Quản trị viên giờ cũng đành lộ thân phận của mình. Ông nói rằng do việc mở khóa ác nên phong ấn đã bị nới lỏng. Năng lượng Willy Ford đã tràn vào một ít, làm gia tăng sức mạnh của những thực thể ăn mòn. Ludmilla tiếp tục lao ra để bảo vệ tàu. Bên kia chiến tuyến, Alex song trùng càng ngày càng cảm thấy Ludmilla Pake đã lún sâu với sự ganh đua với Ludmilla thật. Điều này đang nướng những người lính song trùng liên tục bị ngã xuống. Ludmilla kiệt sức, cô quay lại tàu để nghỉ ngơi thì bắt gặp Lee Soo-jun đang nhìn cô bằng một ánh mắt ái ngại. Lee Soo-jun nói với Ludmilla rằng thật ra cô đã chết từ lâu rồi. Ludmilla hiện tại đang đứng ở đây cũng là một cái bóng, nhưng ý chí bảo vệ đồng đội của cô mạnh mẽ đến mức kể cả khi bị hóa thành một VTM, cô vẫn không quên được sứ mệnh của mình. Lee Soo-jun nhắc lại, một người không thể tồn tại từng ấy năm dưới cao tờ sai này được. Sự thật này đã làm cho Ludmilla bị sốc, nhưng quả là một vị tổng tư lệnh hết lòng vì đồng đội. Cô đề nghị Lee Soo-jun hãy trừ khử cô để cô không làm ảnh hưởng đến những đồng đội của mình. Trước khi Lee Soo-jun kịp xuống tay thì một nhóm người đã ngăn cô lại. Bọn họ chính là Diego, Valerie và Alex, những đồng đội trung thành của vị tổng tư lệnh. Quản trị viên đã đánh thức họ dậy. Alex đã nói lên tiếng nói của người hiểu chuyện, vì bản thân cô cũng là một bản sao nên cô hiểu rõ vấn đề này hơn ai hết. Chỉ cần người đó vẫn xem họ là gia đình thì dù cô ấy là VTM hay chăng nữa, tình cảm của họ cũng không bao giờ thay đổi. Alex ra lệnh cho toàn đội tập hợp. Giờ đây, tuy họ đang mang trong mình triệu chứng ăn mòn ở giai đoạn trở nặng, nhưng những người đồng đội của Ludmilla đã quyết định rằng cho dù có bị hóa kiếp thành một VTM, họ cũng sẽ chiến đấu bên cạnh Ludmilla một lần, giữ gìn danh dự cho sư đoàn mê cung đã được Ludmilla bảo vệ suốt 20 năm qua. Tất cả các thành viên đều tề tụ dưới sự lãnh đạo của người tổng tư lệnh cao quý, cho dù cô ấy là người hay ma đi chăng nữa. Bên kia chiến tuyến, Ludmilla Fake đang cho vận hành một cỗ máy chiến tranh khổng lồ có tên là Kronos. Và để vận hành nó, Ludmilla Fake ra lệnh bắt Alex song trùng lại
lấy cô ấy làm nhiên liệu để vận hành. Không chịu nổi sự hống hách này, Alex đã ra tay trước. Cô đánh trọng thương Ludmilla Fake và đẩy cô ta vào buồng đốt. Kronos quả là đáng gờm, nó khiến cho sư đoàn mê cung gặp không ít khó khăn. Ludmilla nghĩ ra một kế, cô nhấc bổng nó lên bằng năng lực điều khiển vật thể của mình, đẩy nó lên cao và để trọng lực làm phần việc còn lại. Bọn họ đã thành công phá hủy cỗ máy trước sự lo lắng của đội quân song trùng. Nhưng niềm vui chưa tày gang, kết giới của ạc đã bị nới lỏng. Solicitatio, tông đồ cao cấp nhất của chú quỷ Thagirian, đã xuất hiện theo lời mời của Ludmilla song trùng. Bà ta tiếp nhận đám lâu la còn sót lại của nhóm Fake và điều bọn chúng tổng tấn công. Solicitatio vốn là một CEO cấp 5, nhưng có vẻ bà ta chưa thể tập hợp được full sức mạnh, nên mê cung vẫn có cơ hội để có thể đối đầu với ả. Trong lúc giằng co, Valerie đã hy sinh thân mình đỡ một luồng tia năng lượng che cho Ludmilla. Và cô đã ra đi với nụ cười mãn nguyện. Trước tình thế này, Lee Soo-jun không thể làm ngơ được nữa. Cô mặc bộ đồ chiến đấu mới và bay thẳng vào trận địa. Không hổ danh là con át chủ bài của cục quản lý, Lee Soo-jun càng quét lũ sông trùng, đánh bật Solicitatio trở về thế giới bên kia. Nhưng tiếc là quản trị viên nói với cô bộ đồ chưa được hoàn thiện, nên nó có thể không chịu nổi áp lực từ sức mạnh của Lee Soo-jun, nên Lee Soo-jun phải tạm tắt nó đi để tránh hư hại. Quá tuyệt vọng, Alex song trùng tìm đến Ludmilla Fake đang thoi thóp trong buồng đốt của Kronos. Ludmilla Fake đã lừa Alex song trùng hút lấy bản thể của cô. Sau đó, ả hút toàn bộ những đồng đội song trùng để trở thành một cái bóng với sức mạnh vượt trội so với sư đoàn mê cung. Ludmilla thật định sẽ tung toàn bộ sức mạnh để đối đầu. Nhưng cô lo ngại, điều đó có thể khiến cho cô trở thành một cái bóng hoàn chỉnh và mất hết lý trí, có thể sẽ gây hại đến đồng đội của mình. Quản trị viên đã điện đàm với cô để nói rằng bọn họ đã chấp nhận đi với cô đến bước đường cùng này, thì hãy bảo vệ họ như sứ mệnh cô đã ghi chặt vào trong thâm tâm của mình. Ludmilla vận dụng khả năng ngoại cảm của mình, tạo ra một trọng lực khủng khiếp đè bẹp cái bóng, hấp thụ ngược lại nó, chính thức trở thành một cái bóng hoàn chỉnh. Nhưng những người đồng đội của cô đã không cầm cự được nữa, bọn họ đã ở ngưỡng của sự ăn mòn. Ludmilla chỉ có thể đứng nhìn đồng đội của cô ra đi, và có khi chính cô cũng phải tiêu diệt họ sau khi bọn họ bị chuyển hóa thành cái bóng. Nhưng quản trị viên đã nghĩ ra một kế sách. Bởi vì Ludmilla đã trở thành một cái bóng hoàn chỉnh, nên cô có thể hấp thụ tia ăn mòn của đồng đội mình. Muốn làm được điều đó, quản trị viên sẽ chuyển tất cả bọn họ vào không gian tối của Ludmilla. Và mỗi khi bọn họ đến ngưỡng ăn mòn, chỉ cần Ludmilla hấp thụ những tia ăn mòn đó thì họ có thể tiếp tục được sống. Đổi lại, quá trình đó sẽ vô cùng đau đớn. Dĩ nhiên Ludmilla đồng ý ngay. Quá trình diễn ra kéo theo nhiều đau đớn cho Ludmilla, nhưng cuối cùng đã thành công. Quản trị viên nói rằng ông sẽ cho cô những liều thuốc từ vàng vĩnh cửu nguyên chất. Nó sẽ giúp cho cô bớt đau đớn và khổ sở, với điều kiện cô sẽ giúp đối phó với những khe hở mà kết giới đã để lọt qua. Đứng ngắm buổi đêm trong văn phòng, Lee Soo-jun hỏi sếp mình về tương lai của nhân loại. Ông nói rằng chúng ta đã đi đến thế giới cuối cùng này rồi, chúng ta sẽ không còn cơ hội để trốn sang thế giới tiếp theo được nữa, nên ông sẽ dồn hết sức mình cho thế giới này. Lee Soo-jun lo lắng liệu bọn họ có thành công không, thì quản trị viên nói hãy yên tâm, đã có anh ở đây rồi.